Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dân chủ là chìa khóa để phát triển. Ngày 30 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho hay, Tổng bí thư Tô Lâm sốt ruột vì Việt Nam lò dò, lơm dơm, nhiều người gợi ý dân chủ là chìa khóa. VOA dẫn báo chí trong nước đưa tin, ông Tô Lâm nói ngày 26 tháng 10 rằng, trong cuộc họp của Quốc hội, sau 40 năm đổi mới, đất nước đã có những thành tựu, có thể gọi là kỳ tích, vĩ đại, nhưng nhìn ra thế giới lại thấy sốt ruột vì họ phát triển rất nhanh. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, ông Tô Lam nhấn mạnh một số vấn đề cản trở sự phát triển của đất nước là nạn lãng phí, các quy định, chính sách còn vướng và sự phối hợp kém giữa các cơ quan, các địa phương. Ông nêu ra thực tế, đó là hàng trăm, hàng ngàn dự án đầu tư công ở các địa phương được cấp cho doanh nghiệp nhưng triển khai lại vướng, lại đứng chờ nhau. Theo VOA, báo dân Việt dẫn chất vấn của vị tổng bí thư nói rằng tại sao mình làm chính sách lại vướng chính mình nhà nước không làm được thì sao doanh nghiệp làm được và ông chỉ đạo rằng khó đến đâu gỡ đến đó nhìn từng cái mà gỡ không thể đổ lỗi và cũng không thể chờ đợi nhau tiềm năng của đất nước phải được tạo ra của cải vật chất tôi hết sức sốt ruột không thể chậm trễ hơn được nếu đứng chờ thì lỡ hết cơ hội ông thúc giục ông lấy iceland làm dẫn chứng cho rằng Nước này từng thuộc diện nghèo, nhưng hiện nay rất phát triển, thu nhập bình quân đứng thứ nhì thế giới. Nhờ dựa vào công nghệ số, công nghệ sinh học, GDP gấp gần 24 lần Việt Nam trong năm 2023. VOA cũng cho biết, những phát biểu mới nhất này của ông Tô Lâm đã lan truyền và nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. VOA dẫn chia sẻ của tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, tất cả những điều đó có chỉ dấu và cũng đem lại hy vọng là lãnh đạo đã nhận thức rõ vấn đề và muốn có cải cách. Vấn đề bây giờ là phải có chính sách và những hành động cụ thể tiếp theo các lời tuyên bố như vậy. VOA trích một số ý kiến bình luận trên trang truyền hình Quốc hội Việt Nam viết rằng Ai cũng sốt ruột, nhưng mãi vẫn không giải quyết được thể chế phù hợp với sự phát triển. Một dự án mà mất 16 năm với 40 con dấu thì nền kinh tế không thể nào phát triển được. Hay một xã hội thật sự công bằng, dân chủ, văn minh thì dân sẽ giàu và nước sẽ mạnh thôi. Bác Tổng Bí thư ạ. À. VOA dẫn trang cá nhân của nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài từ Đức cho rằng ông Tô Lâm chưa nhận ra nền tảng cơ bản để nhân dân và chính phủ Iceland dựa vào để phát triển kinh tế và chế độ dân chủ đa đảng và có các nước EU, Mỹ là đồng minh. Cho dù Tô Lâm có sốt ruột hết phần đời còn lại cũng không giúp được gì cho người dân và đất nước nếu không dũng cảm xóa bỏ điều 4 hiến pháp và thể chế chính trị độc đảng. Và đây là hình một số tù nhân lương tâm Việt Nam. VOA cũng dẫn nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho rằng thể chế chính trị là điều quyết định sự thành bại của các quốc gia. Phải có những cuộc cách mạng mạnh mẽ, may ra mới cải tiến được. Việt Nam nói thì hay, ông nào cũng nói hay nhưng làm rất kém. Tại vì trước đây, những người nào dám nói trái ý họ thì người ta vu oan giáo quả, bắt bỏ tù. Thành ra đổi mới cách mạng, nhất là đổi mới chính trị, đổi mới thể chế. VOA tiếp tục dẫn quan điểm của doanh nhân Trần Quốc Quân cho rằng các chế độ dân chủ hay độc tài hay quân phiệt là những phương tiện khác nhau để quản trị đất nước sao cho đạt được mục đích dân giàu nước mạnh. Ông dẫn ra sự phát triển và chuyển đổi của Hàn Quốc để nhấn mạnh rằng sau khi đạt được dân giàu nước mạnh để đi đến xã hội công bằng, văn minh, đất nước phải có nền dân chủ pháp quyền. Theo ông Quân, các chuẩn mực về dân chủ đã tồn tại nhiều thế kỷ và các nước xây dựng nền văn minh đều hướng tới. Mô hình là nhân dân làm chủ thật sự, chứ không phải là làm chủ trên khẩu hiệu. Dân chủ được thực hiện bằng cách nào? Bằng chính lá phiếu của mình. Dân mà thực hiện quyền lãnh đạo đất nước của mình bằng lá phiếu của mình thì rất cần một xã hội đa nguyên. Không thể nào mà một tập đoàn lãnh đạo độc quyền được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dân chủ là chìa khóa để phát triển. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đưa Nguyễn Duy Ngọc vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương không dễ như Tô Lâm Tử. Trong kế hoạch thu tóm quyền lực tuyệt đối trong đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ những ngày đầu, ông Tô Lâm đã có những biểu hiện gây bè kéo cánh. Ông Tô Lâm đã và đang sử dụng các nhân vật thân tính là đồng hương hưng yên hay những người có mối quan hệ thân quen chặt chẽ với gia đình. Và đây là hình ông Nguyễn Duy Ngọc và Lương Cường. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, ông Tô Lâm đã đưa Thứ trưởng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng chưa trọn một nhiệm kỳ, nhảy tót lên ghế Bộ trưởng Bộ Công an, để sau đó lập tức đưa vào Bộ Chính trị. Tương tự, trong cùng một thời gian ngắn, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhanh chóng được cơ cấu vào ghế tránh văn phòng Trung ương, rồi trở thành thành viên ban bí thư khi chưa là ủy viên Bộ Chính trị. Điều đáng nói, tất cả đều được vận dụng với cái gọi là trường hợp đặc biệt. Đây là một trong những lý do khiến cho nội bộ lãnh đạo cấp cao của đảng ngày càng mâu thuẫn và chia rẽ sâu sắc hơn. Nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết, Tổng bí thư Tô Lâm đang nỗ lực tìm mọi cách để đưa tránh văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay cho ông Trần Cảm Tú đã được phân công làm thường trực ban bí thư. Đây là một sự tính toán rất quan trọng, vì một khi Bộ trưởng Bộ Công an chuyển hồ sơ các vụ đại án cho chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét và đề xuất hướng xử lý cho Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật. Điều đó có nghĩa là kẻ tung, người hứng đều là đàn em của Tổng bí thư Tô Lâm. Khi đó, các đối thủ của ông Tô Lâm trong ban lãnh đạo đảng sẽ bị biến thành củi để tống vào lò hết sức dễ dàng. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Một khi ông Tô Lâm thành công trong việc đưa Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương thì quyền lực của tổng bí thư Tô Lâm sẽ trở nên vô đối hơn. Tuy nhiên, cán cân quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang có những diễn biến đảo chiều và có dấu hiệu sẽ trở nên quyết liệt hơn. Sau khi ông Tô Lâm phải chấp nhận chuyển giao chức vụ chủ tịch nước cho đại tướng Lương Cường, việc ông chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú được bổ nhiệm chức vụ thường trực ban bí thư được đánh giá là rất bất lợi cho Tổng bí thư Tô Lâm và phe cánh. Thường trực ban bí thư là một vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của đảng và những người nắm giữ vị trí này có cơ hội vươn lên trong bộ máy tứ trụ dễ dàng. Như các ông Trương Tấn Sang, Võ Văn Thưởng và Lương Cường sau thời gian làm thường trực ban bí thư đã trở thành chủ tịch nước. Việc ông Trần Cẩm Tú là người Hà Tĩnh được chọn làm thường trực ban bí thư nằm trong nỗ lực duy trì cân bằng quyền lực trong nội bộ chính trị và tứ trụ về vấn đề vùng miền. Trước đây, ông Tô Lâm đã cài Vũ Hồng Văn, một nhân vật thân tính, nằm phục sẵn trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là điều mà hơn ai hết, ông Tú hiểu rất rõ, cho nên tính toán của ông Tô Lâm tìm cách đưa Nguyễn Duy Ngọc, đàn em Hưng Yên, vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ trở nên khó khăn gấp bội và đây là hình thường trực ban bí thư Trần Cẩm Tú các phe phái chống ông Tô Lâm trong đảng được cho là đã thắt chặt liên kết thông qua sự dẫn dắt của các ban đảng những tin tức bất lợi của phe công an đã bị ban tuyên giáo thổi bùng lên mục đích nhằm hạ uy tín của ông Tô Lâm cũng như phe công an hai phe Hà Tĩnh và Nghệ An là những thế lực rất mạnh dưới thời cố tổng bí thư Trọng nếu nhắc đến phe thần Bắc Kinh trong đảng không thể không nhắc tới hai phe cánh chính trị này là chủ tịch nước Lương Cường. Trong khi ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đã công khai không hài lòng với tổng bí thư Tô Lâm. Vì vậy, việc tìm cách đưa Nguyễn Duy Ngọc vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ không dễ như ông Tô Lâm tưởng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đưa Nguyễn Duy Ngọc vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương không dễ như Tô Lâm tưởng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.